nhà máy ở khu công nghệ cao phát hiện gần 120 ca nhiễm. 119 ca nhiễm và nghi nhiễm trên 1.000 trường hợp F1 khiến công ty trách nhiệm hữu hạn Nidec Sakio ở khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức với hơn 4.000 công nhân gặp nhiều khó khăn. Chiều ngày 3 tháng 7, bà Trương Thị Kiều Như, Phó Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết trong số này, 91 ca nghi nhiễm phát hiện tối qua sau khi cơ quan y tế tiến hành test nhanh. Tất cả được đưa đến nơi điều trị nhưng do không đủ chỗ nên 16 người phải quay về nhà máy. Họ được sắp xếp ngủ tại các lều bạt phía hàng rào của công ty, có ngăn dây cảnh báo. Sáng nay, lực lượng y tế đã đến đưa các ca nghi nhiễm đi điều trị khi có nơi tiếp nhận. Với 91 ca F0, nhà máy đã truy vết hơn 700 công nhân là F1, cần đưa đi cách ly tập trung. Song phía công ty được thông báo là những khu cách ly tập trung không còn chỗ, nên tạm thời số lao động này phải ở lại nhà máy. Tình trạng này khiến nhiều công nhân hoang mang, bà Như nói và cho biết công ty đã thuê nhà xưởng còn trống của đơn vị cùng tập đoàn lắp các trang thiết bị cần thiết để đưa hơn 700 F1 sang ở, cách ly với những công nhân khác và hiện nhà máy dừng toàn bộ hoạt động sản xuất, công nhân được trả 70% lương. Ca nhiễm đầu tiên ở công ty Nidec Sankyo được phát hiện ngày 28 tháng 6 sau khi người này đi khám tại Bệnh viện Quân Dân Y miền Đông. Ngay sau đó, toàn bộ công ty bị phong tỏa, khoảng 4.000 công nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Ngành y tế truy vết phát hiện có tổng số 28 ca bệnh đã được Bộ Y tế công bố. 300 F1 phải đi cách ly tập trung, số công nhân còn lại ăn ở tại nhà máy. Bà Như cho hay trước đó công ty dự phòng các tình huống nhưng cùng lúc phát hiện nhiều ca nhiễm nên rơi vào tình thế khó khăn. Bởi toàn bộ khuôn viên công ty dành cho sản xuất, không có ký túc xá, nhà vệ sinh không đáp ứng đủ nhu cầu, nhà máy đặt mua lều, chăn màn, gối nhưng số lượng quá lớn nên không về kịp. 3 đêm đầu các công nhân gần như bà đâu ngủ đó. Sau đó công ty đã sử dụng toàn bộ 3 tầng nhà để xe và một số khu vực ở các xưởng để bố trí chỗ ngủ cho khoảng 3.000 người. Mỗi ngày công nhân được hỗ trợ 3 bữa ăn, toàn bộ nhu yếu phẩm trong thời gian lao động ở nhà máy sẽ được đưa công đoàn hỗ trợ. Bà Lê Bích Loan, Phó Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao cho hay đã yêu cầu ban giám đốc của công ty Nidec Sankyo tổ chức công đoàn chăm lo đầy đủ cho lao động, lắp thêm nhà vệ sinh, đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Nhà máy cần tăng cường nhắc nhở công nhân không tụ tập, hạn chế lây nhiễm. Sắp tới, toàn bộ F1 sẽ được chuyển sang một khu vực khác để công nhân an tâm. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.